Xin chào các bạn. Việc Ấn Độ và Trung Quốc đẩy mạnh mua dầu Nga là chuyện đã diễn ra trong suốt những tháng vừa qua, bất chấp mọi lệnh cấm vận từ Mỹ và phương Tây. Nhưng có một sự thật rằng, không phải Trung Quốc mà Ấn Độ mới là quốc gia nhập khẩu điên cuồng dầu của Nga, và số dầu này lớn hơn nhiều lần lượng dầu Trung Quốc nhập. Vậy tại sao Ấn Độ lại tích cực nhập dầu Nga đến vậy? Chúng ta cùng thảo luận trong video ngày hôm nay nhé! Ấn Độ là quốc gia tỷ dân, nước này tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba thế giới chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Hiện Ấn Độ tiêu thụ hơn 220 triệu tấn, hơn 85% trong số đó là nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia Trung Đông như Iraq, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Trong khi Nga vốn không phải nhà cung cấp dầu thô lớn cho Ấn Độ bởi chi phí vận chuyển cao, để giá dầu thô của Nga nhập vào Ấn Độ lớn hơn dầu từ Trung Đông. Trong năm 2021, Ấn Độ chỉ nhập khẩu khoảng 60.000 thùng dầu thô một ngày từ Nga, chiếm 0,2% thị phần Ấn Độ. Với lượng dầu hạn chế như vậy, Nga cũng chỉ xếp thứ 9 trong số các nhà cung cấp của Ấn Độ. Con số 60.000 thùng dầu thô một ngày này là rất nhỏ nếu so với hai quốc gia cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ cùng thời điểm là Iraq, 1,37 triệu thùng một ngày, và Ả Rập Xê Út, 1,11 triệu thùng một ngày. Thậm chí, trong tháng 1, tháng 2 năm 2022, số dầu Nga nhập vào Ấn Độ sụt giảm tới mức còn chưa tới, mức rất nhỏ, không đáng so sánh với các quốc gia khác. Nhưng mọi chuyện thay đổi chóng mặt khi chiến tranh tại Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2. Ngay lập tức trong tháng 3, lượng dầu Nga nhập vào Ấn Độ tăng vọt kể từ đó đến nay, đạt ngưỡng 1 triệu thùng một ngày trong tháng 6, tháng 7, đưa Nga vượt Ả Rập Xê Út và tiếp tục đe dọa vị trí của Iraq trong thị phần dầu thô nhập vào Ấn Độ. Việc Ấn Độ chuyển hướng nhập dầu Nga kinh khủng như vậy được lý giải bởi sự hấp dẫn không thể cưỡng lại của dầu thô Nga. Bởi khi chiến tranh nổ ra, Nga bị áp hàng loạt các lệnh cấm vận, cộng dồn các lệnh cấm vận từ trước. Ước tính, Nga đang chịu hơn 7.000 lệnh. Trong số đó, ngành tài chính và xuất khẩu năng lượng của Nga được coi là trọng tâm của các lệnh này. Dầu thô Nga vì vậy bị mất đi nhiều đối tác ở châu Âu và Bắc Mỹ. Nga buộc phải chuyển sang các đối tác châu Á với mức chào bán rẻ. Nga có hai loại dầu thô chính là dầu Uran, nặng chua, API 31, lưu hình 1,48%, và Espo, nhẹ vừa, ngọt lợ, API 35,6, lưu hình 0,48%. Trong tháng 6, dầu thô Uran của Nga giao dịch quanh mức 90 USD một thùng. Ngược lại, dầu thô Brent của Mỹ và Brent của Anh đều là các chuẩn quốc tế có giá chào bán hơn khoảng 25 đến 35 USD. Còn dầu thô Espo của Nga có giá khoảng 94 USD một thùng, thấp hơn khoảng 20 đến 25 đô la so với dầu thô OPEC và dầu thô Dubai là các chuẩn mực dầu của châu Á. Trong khi đó, đầu năm nay, giá hai loại dầu Nga này so với các loại dầu tương tự khác chỉ chênh lệch vài đô la. Ngoài ra, Nga còn chính sách chiết khấu cực lớn, khoảng 20 đến 30 đô la một thùng. Như vậy, nếu càng mua nhiều, các đối tác của Nga sẽ càng được ưu đãi. Điều này thúc đẩy cả người bán lẫn người mua tìm đến với nhau. Các hợp đồng dầu thô thường được ký với số lượng lớn, khoảng thời gian dài, nên một khi đã thâm nhập được vào thị trường Ấn Độ vững chắc, dầu Nga sẽ lại càng có ưu thế cho các hợp đồng tiếp theo. Theo công ty nghiên cứu thị trường Kepler Anh, các hợp đồng của Ấn Độ đối với dầu thô Nga trong tháng dự kiến giao hàng vào tháng 7, tháng 8 sẽ đạt 66,5 triệu thùng, nhiều hơn số lượng mua của Ấn Độ trong cả năm 2021 trước đó. Ấn Độ là một quốc gia thân thiện với Nga, vì vậy Nga cũng chấp nhận thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, bao gồm cả đô la Mỹ, euro, đồng rúp Nga. Với Ấn Độ, mua dầu Nga với giá rẻ mang lại lợi ích kinh tế vĩ mô đáng kể. Nó vừa giúp nguồn cung xăng dầu nội địa Ấn Độ dồi dào và ổn định. Một điều Ấn Độ đã phải vật lộn trước đó khi cố gắng ngăn tình trạng giá nhiên liệu tăng mạnh dẫn đến lạm phát leo thang. Đồng rupee của Ấn Độ từng mất giá nghiêm trọng trong những lần giá dầu tăng cao trước đây. Từ đầu cuộc chiến Ukraine đến nay, giá xăng dầu Ấn Độ giữ ổn định ở mức 108,23 rupee, khoảng hơn 31.000 Việt Nam đồng một lít xăng RON 95. Trong khi giá một lít xăng này trung bình trên thế giới trong giai đoạn này là 158,31 rupee, tức hơn 46.000 Việt Nam đồng. Nhưng Ấn Độ không dừng lại ở việc cấp đủ nguồn xăng dầu trong nước. Với nguồn nguyên liệu dầu thô dồi dào, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang hoạt động hết công suất để xuất khẩu tối đa xăng dầu thành phẩm, đặc biệt là dầu diesel trong thời kỳ khủng hoảng năng lượng như hiện nay. Ông AJ Sahai,
người đứng đầu Liên đoàn các tổ chức xuất khẩu Ấn Độ, CEO của Bộ Thương mại Ấn Độ đã nói rằng đã có rất nhiều yêu cầu từ Ấn Độ, đặc biệt là với nhập khẩu dầu diesel của Ấn Độ. Hiện Ấn Độ có 23 nhà máy lọc dầu với công suất 250 triệu tấn một năm. Để dễ hình dung, nhu cầu tiêu thụ của Việt Nam chúng ta hiện tại khoảng 21 triệu mét khối tấn. Trong số đó, Nazara Energy vận hành nhà máy lọc dầu lớn thứ hai tại nước này và là top 20 công ty lớn nhất quốc gia đã nhập khẩu dầu Nga nhiều nhất. Đáng chú ý, Nazara Energy lại có quyền sở hữu lớn từ Rosneft, một công ty dầu khí thuộc sở hữu của chính phủ Nga. Và dù Ấn Độ đã bác bỏ các báo cáo rằng dầu thô của Nga do Ấn Độ nhập khẩu, sau đó tinh lọc đã được vận chuyển đến các nước khác, bao gồm cả Mỹ, nhưng cũng khó có thể xác nhận loại xăng dầu đã thành phẩm là từ nguồn gốc nào. Việc nhập khẩu số lượng cực lớn dầu Nga đã biến Ấn Độ trở thành đối tác lớn nhất tại châu Á nhập dầu Nga hiện nay, nhiều hơn Trung Quốc rất nhiều. Bất chấp Trung Quốc là đối tác lớn truyền thống của Nga tại châu Á, chứ không phải là Ấn Độ. Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Kepler, Anh, lượng dầu Nga nhập vào Trung Quốc luôn vượt trội Ấn Độ trong suốt những năm vừa qua. Và mặc dù cuộc chiến tranh Ukraine nổ ra, dầu Nga tiếp tục được nhập mạnh vào Trung Quốc. Nhưng làn sóng dịch bùng phát tại Trung Quốc cùng khả năng xuất khẩu năng lượng của Trung Quốc bị các đối tác nước ngoài có phần hạn chế hợp tác hơn so với năng lượng xuất từ Ấn Độ, nên tăng trưởng dầu Nga nhập vào Ấn Độ có sự bùng nổ. Hiện nay, dầu Nga nhập Ấn Độ đã đạt ngưỡng 1 triệu thùng một ngày, gấp hơn 3 lần số dầu Nga nhập vào Trung Quốc cùng kỳ. Việc Ấn Độ nhập dầu Nga nhiều như vậy đương nhiên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lệnh cấm của Mỹ và phương Tây. Trên thực tế, dù bị châu Âu và Mỹ cấm vận, nhưng lượng xuất khẩu dầu của Nga không sụt giảm. Gần 20% trong số đó được xuất sang Ấn Độ. Thế nhưng, bất chấp mọi cáo buộc, chỉ trích, dù mua số lượng dầu kỷ lục từ Nga, nhưng Bộ Dầu mỏ Ấn Độ vẫn xác nhận năng lượng mua từ Nga vẫn rất nhỏ so với tổng mức tiêu thụ của Ấn Độ. Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar cũng tuyên bố: "Chúng tôi khuyến nghị mua thêm dầu nói chung, chứ không phải chỉ riêng dầu Nga." Đây là một lời khẳng định chính xác, bởi Ấn Độ vẫn tăng mua dầu từ các đối tác trước kia. Iraq vẫn là nhà cung cấp hàng đầu cho Ấn Độ. Ngoài ra, vẫn còn có các đối tác Ả Rập Xê Út, UAE, Nigeria. Dù trên thực tế, nếu tính theo thị phần các nước này đã mất một phần lớn vào tay Nga. Đặc biệt là sự biến mất của dầu thô Mỹ, nhà cung cấp dầu thô lớn thứ tư trong năm 2021 cho Ấn Độ. Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar cũng đã nói lại rằng do các lệnh trừng phạt đối với các nhà sản xuất dầu thô lớn khác như Iran và Venezuela, chính các nước phương Tây đã vắt kiệt mọi nguồn dầu khác của Ấn Độ. Các nhà chức trách Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục mua dầu giá rẻ vì việc dừng nguồn này đột ngột có thể làm tăng chi phí đối với người tiêu dùng. Cả Ấn Độ và Nga cũng cam kết với các biện pháp hợp tác lâu dài như phương thức vận chuyển, thanh toán, bảo hiểm và ứng phó với các lệnh trừng phạt. Nga sẽ đảm bảo cho dòng chảy dầu đến Ấn Độ luôn được duy trì cả từ phía Tây qua biển Baltic và trên các tuyến đường từ vùng Viễn Đông của Nga. Trong khi đó, tập đoàn dầu khí Ấn Độ ONGC cũng đã thế chân các đối tác phương Tây của Nga trong việc khai thác các mỏ dầu khổng lồ tại Viễn Đông, Nga. Chính phủ Ấn Độ luôn kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine và không áp đặt bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với Nga. Ấn Độ cũng là nước đã bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 3 với nghị quyết lên án Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn nghĩ sao về việc Ấn Độ mua dầu của Nga? Hãy cho chúng tôi biết ở bên dưới phần bình luận nhé. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và tiếp tục đồng hành với kênh. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.